Đây là mặt đấy. Hello, chào tất cả các bạn quay trở lại bí ẩn rừng núi của mình nha. Hôm nay anh em chúng tôi lên núi để lấy mật ong đây. Đây anh em chúng tôi chuẩn bị lên đây. Đây, các bạn xem ở trên cây cao này. Đấy. Rồi bây giờ anh em chuẩn bị lên lấy mật các bạn nha. Đây này, cây cao lắm. Có cầu tút trên kia này, cây trò này. Còn em ấy trời đang đóng đinh dùng bên lên lấy. Em chuyên gia lên lấy mặt các bạn nhé. Đây, góc cài này. Chói quá. Ong một trên cao cho nên nó quay không thấy các bạn nha. Tí nữa các bạn xem. Rồi là mình dùng cái đinh, đinh buộc dây mà sợ lâu quá. Dùng cái đinh thôi. Đinh 10 đây. Em nó cũng chuyên gia để lấy. Này cũng quen cho mình hú gió. Trời hôm nay là âm u, chuyển mưa cho nên là thấy mờ mờ đó. Trời ơi, mình làm bảo hộ bằng dây này các bạn đi. Làm thô sơ quá. Tóc hành à? Tóc hành thô sơ, cái dây này là dây buộc cái bông măng á. Chẳng lẽ mua, không có điều kiện mua dây bảo hiểm mà, nó an toàn. Chờ thằng em xuống lấy đinh nữa này, hết đinh mất rồi. Rồi các bạn xem anh em chuẩn bị lên lấy mặt nha. Lấy được ổ mặt phải chịu đơn giản nè. Đó. Đây. Đây nó còn bịch rượu này mà chưa chuẩn bị sẵn bịch rượu này. Mà thằng này nó lên cho mình lên không tới cài đâu. Cao quá. Bên nó đấm nó bị sọc.
Tao còn em tính lấy chiếc tia sao đấy. Có đồ bảo hiểm thì không có. Mời viết cái tầm hiểm đó. Đơn giản mặc bộ áo thôi. Mời đi, mời đi. Bọc dòi hoa chị ấy, chị ấy là chị ấy. Mời chim tên em chim à? Mời chim. Rồi. Đang hoạt động. Mình là dột bệnh, mình là dột lắm, phải biết.
quá khó, quá rậm. Đây các bạn. Ông ơi. Bên này nhìn không thấy. Cho các bạn nhìn độ cao. Quá. Rậm quá không thể thấy được hết. Đây là mặt đấy. Thank you.
Ừ. Bây giờ là cái sản phẩm hồi nãy lên đốt các bạn nha. Mình lấy mặt đó, cái kết thì trực được trên đây mấy. Ông mặt đi hết trơn. Giờ anh em nghỉ trưa đây. Mình đi tiếp tục cái chương trình thứ hai nữa. Phần thứ hai nữa. Ok anh mấy bọn nghe. Đấy, mình ta lê cho tiếp tục mà. Bước lên. Anh em đi mà chuẩn bị có một lít rượu mấy. Đi rừng phải có rượu, không có rượu là không làm nên gì cả. Chuẩn bị ăn cơm trưa nữa nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha.